Dạ, Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nga Võ để theo dõi những tin tức thời sự, cũng như những tin tức về nhà cửa, việc làm và những lợi ích tại Mỹ. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất. Thị trường nhà ở Hoa Kỳ đang chao đảo. 10 cái tiểu bang có thị trường nhà ở ổn định nhất nước Mỹ và cái tỷ lệ tịch thu nhà của 10 tiểu bang này. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Thị trường nhà ở Hoa Kỳ đang chao đảo. Lãi suất thế chấp tăng phản ánh cái nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang để mà kiềm chế lạm phát đang làm chao đảo cái thị trường nhà ở Hoa Kỳ. Nhiều cái dự báo hiện cho rằng thị trường có thể là hạ nhiệt đáng kể sau những năm tăng trưởng bùng nổ. Một số cái tiểu bang có cái giá cả tốt hơn những cái tiểu bang khác, vì các công ty tìm kiếm những cái địa điểm mà tình hình nhà ở là sẽ hấp dẫn nhân viên. Theo cuộc nghiên cứu hàng đầu về kinh tế của các chuyên gia tài chính tại Mỹ, xem xét cái tình hình thị trường nhà ở của nhiều cái tiểu bang. Ba điều quan trọng nhất trong bất động sản. Người ta gọi là vị trí. Điều đó có nghĩa rằng là cái nơi mà quý vị mua một ngôi nhà nó rất là quan trọng. Và thị trường bất động sản tại Hoa Kỳ đang ở trong một cái giai đoạn kỳ lạ. Lãi suất thế chấp cao gần gấp đôi so với một năm trước, phản ánh cái chiến dịch kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng chúng cũng có nhiều cái biến động, bao gồm là một số là giảm mạnh từ tuần này sang tuần khác. Giá nhà vẫn bị mắc kẹt ở cái mức cao lịch sử đối với cái cuộc chiến đấu thầu được báo cáo ở một số nơi, ngay cả khi cái lượng nhà để bán bắt đầu tăng và thị trường nhà ở trên toàn quốc, bao gồm một số cái thị trường lớn nhất ở các cái tiểu bang sau đây, bắt đầu hạ nhiệt. Mọi thứ đang hướng về đâu? Theo công ty Reuters gần đây đã điều chỉnh cái dự báo năm 2022, hiện đang gọi cái doanh số bán hàng giảm 6,7% trong năm nay. Các cái nhà dự báo trước đó đã kêu gọi cái mức là tăng 6,6%, nhưng ngay cả khi cái dự báo mới là đúng, thị trường nhà vẫn là một cái năm bán được cái số lượng nhà nhiều nhất, lớn thứ hai kể từ năm 2007, chỉ sau năm ngoái. Như mọi khi, một số tiểu bang sẽ có cái giá cả tốt hơn so với những tiểu bang khác, bởi vì các cái công ty xem xét cái thị trường nhà ở địa phương trong các cái quyết định về địa điểm của họ. Và chỉ số nhà ở được xem xét là sự tăng giá hàng năm, xây dựng mới mỗi năm, cũng như nhà bị tịch thu và mất cái khả năng thanh toán trong cái quý đầu tiên. Sau đây là 10 cái tiểu bang mà có cái tình trạng giá cả nhà ổn định nhất, đồng thời là cái số lượng, cái tỷ lệ tịch thu nhà của 10 tiểu bang này. Nga kính mời quý vị theo dõi tiếp với Nga cái phần này. Dạ, số 10 là tiểu bang South Dakota, thuộc miền Midwest ở Trung Tây Hoa Kỳ. South Dakota có một cái nền kinh tế vững chắc, có giá cả là tăng đều đặn, hoạt động tịch thu nhà rất là thấp, nhưng cái mức độ gia tăng của các khoản thế chấp có thể báo trước một cái sự sụp đổ. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 12, đánh giá cao 20,1%, tỷ lệ tịch thu nhà rất là thấp, trong đó cứ mỗi 17.724 ngôi nhà sẽ có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 9, tiểu bang South Carolina, thuộc miền Southeast, đông nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang South Carolina, nhà tồn kho vẫn khan hiếm trong lịch sử với cái cuộc chiến đấu thầu vẫn diễn ra, phổ biến ở nhiều thị trường South Carolina và cái giá vẫn tăng đều đặn. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng nhà mới đang gia tăng và căng thẳng đối với các khoản vay hiện đang là được kiểm soát. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 13, đánh giá cao 21,4%, tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 1.081 ngôi nhà sẽ có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 8, tiểu bang Arizona, thuộc về Southwest, Tây Nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang Arizona, giá cả ở đây đang tăng cao hơn bất kỳ tiểu bang nào khác, nhưng cái việc xây dựng mới cũng đang bùng nổ, giúp giảm bớt cái tình trạng khan hiếm hàng tồn kho của tiểu bang Arizona. Giá nhà bị tịch thu ngày càng tăng là một cái nguyên nhân tiềm ẩn đáng lo ngại, nhưng tài sản sở hữu nhà
vẫn là vững chắc, xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 22, đánh giá cao 27,4%. Tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 1.861 ngôi nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 7, tiểu bang Vermont, thuộc về Northeast, miền Đông Bắc của Hoa Kỳ. Tiểu bang Vermont tiếp tục được hưởng lợi từ những cư dân mới tìm kiếm nơi ẩn náu. Điều đó có nghĩa rằng là nhiều người từ tiểu bang khác về đến nơi này để mà mua nhà. Từ các cái thành phố lớn, giá nhà đang tăng ở mức ổn định và các cái khoản thế chấp vượt quá mức lành mạnh. Tuy nhiên, việc xây dựng mới không theo kịp tiến độ và nền kinh tế nói chung ở Vermont đang trì trệ. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 33, đánh giá cao 20%, tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 13.930 ngôi nhà thì có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 6, tiểu bang Tennessee, miền Southeast, đông nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang Tennessee có nền kinh tế tổng thể mạnh thứ hai trong cả nước và thị trường nhà ở mạnh mẽ và ổn định là một lý do lớn tại sao. Giá nhà đang tăng cùng với các sản lượng kinh tế. Việc xây dựng mới vẫn tốt, mặc dù là các cái vụ tịch thu nhà và thế chấp đang bắt đầu tăng lên. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ hai, đánh giá cao 24,1%. Tỷ lệ tịch thu nhà trong đó cứ mỗi 2.797 căn nhà sẽ có một căn nhà bị tịch thu. Số 5, tiểu bang Idaho, về phía West, hướng Tây của Hoa Kỳ. Tiểu bang Idaho, thị trường nhà đất của Idaho đã diễn ra sôi nổi trong một thời gian. Mua nhà ở tiểu bang Idaho không dành cho những người yếu tim, có nghĩa rằng là giá vẫn còn cao. Tuy nhiên, việc xây dựng mới đang bắt đầu là giải tỏa cái tình trạng siết chặt nhà tồn kho. Tình trạng tịch thu nhà, tài sản gia tăng là một cái dấu hiệu cảnh báo tiềm năng nếu như mà cái nền kinh tế rơi vào suy thoái. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 5, đánh giá cao 27%, tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 6.015 ngôi nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 4, tiểu bang Texas, về hướng Southwest, tây nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang Texas, sự gia tăng dân số của tiểu bang Texas đang giúp là thúc đẩy cái sự bùng nổ nhà ở. Nhưng một trong những cái điều đó không nằm ngoài tầm tay. Những ngôi nhà mới cho những cái cư dân mới này đang mọc lên nhanh chóng và tài sản sở hữu nhà là tốt. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 8, đánh giá cao 19,3%. Tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 2.326 căn nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 3, tiểu bang Florida, thuộc về hướng Southeast, đông nam của Hoa Kỳ. Tiểu bang Florida, đó là gần như tất cả ánh nắng và ánh sáng trong cái thị trường nhà ở của tiểu bang Florida. Giá nhà đang nhảy, nhưng cái đội xây dựng cũng vậy. Tỷ lệ tịch thu nhà tăng cao ở một số cái tiểu bang nổi tiếng với các cái chu kỳ bùng nổ và phá sản có thể là một cái đám mây trên cái đường chân trời, nghĩa là phá sản có thể là bất cứ lúc nào. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 4, đánh giá cao 25,7%. Tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 1.211 căn nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 2, tiểu bang Washington, thuộc về hướng West, hướng Tây, Tây Bắc của Hoa Kỳ. Tiểu bang Washington, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của tiểu bang Washington đã giữ cho cái thị trường nhà ở của họ trở thành một trong những cái thị trường nóng nhất trên toàn quốc trong vài năm nay. Bất chấp những cái dự đoán về sụp đổ, sự thiếu hụt của các cái công trình xây dựng mới có lẽ đang giữ cái giá cao và làm tăng lo ngại về cái mức độ ổn định của thị trường. Xếp hạng nền kinh tế năm 2022 đứng thứ 3, đánh giá cao là 20,1%. Tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 4.965 ngôi nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Số 1 là tiểu bang Utah, thuộc về hướng Tây của Hoa Kỳ. Tiểu bang Utah, không cần biết bạn nhìn thế nào, thị trường nhà đất ở tiểu bang Utah đang xôn xao. Giá cả đang tăng với cái tốc độ cao thứ hai trong nước.
Nhưng với cái tốc độ xây dựng mới nhanh nhất của quốc gia, rất nhiều nhà tồn kho mới đang được cung cấp tại tiểu bang Utah. Việc tịch thu nhà có thể là quản lý được và tài sản sở hữu nhà là mạnh mẽ trong cái thị trường nhà ở hàng đầu trên toàn nước Mỹ. Xếp hạng kinh tế năm 2022 đứng thứ 6, đánh giá cao 27,1%. Tỷ lệ tịch thu nhà cứ mỗi 2.063 căn nhà có một ngôi nhà bị tịch thu. Dạ, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút subscribe, nhấn đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.